Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái sản phẩm máy giặt của LG, model là FC1408S4W2. Thì với cái sản phẩm này á, cái ngoại hình thiết kế nó rất là bắt mắt, rất là đẹp, nhìn rất là sang. Đây, mình sẽ mở cái nắp. Đây là đặt cái có cái lãnh để bàn tay vô nè, dùng ngón cái tùy vô. À, đẩy ra đó chứ nó không có cái lẫy cửa giống như là mấy cái xe hơi nắm tay bóp vô dịch kéo ra ha, đóng vô thì cũng ấn vô thôi, để đóng vô đó, móc móc ra đẩy 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 ra thôi đó, đơn giản vậy thôi ha, chứ nó không có cái lẫy. Đây là cái dòng máy cửa trước. Máy này thì là loại máy 8 kg, chuyển động 6 chuyển động, động cơ chuyển động trực tiếp, còn nấm xoay để chỉnh menu, bút nguồn, nhà bảng điện thoại. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu về cái hộc. Đây là cái hộc chứa nước giặt, theo dạng là giặt sơ bộ, giặt kỹ. Này là hộc chứa nước xả. Tối đa của nó là bao nhiêu đây, bấm cái này xuống là nó kéo cái hộc giặt ra để vệ sinh á. Nếu mà dùng bột giặt, nước giặt thì mình rót vô thôi. Rồi, giờ mình sẽ khởi động máy lên. Lúc khởi động lên rất là đẹp ha, rất là sang. Bảng hiển thị nó đang ở trạng thái chờ và nó có cái đèn LED này, ngay cái chế độ đó luôn. Ví dụ như mặc định cơ bản nó khởi động lên là đèn nó ngay chế độ cô tông cộng, đồ hỗn hợp, giặt nhẹ, giặt chân lông vũ, giặt người dướng, giặt hơi nước. Đây, cái dòng mà có giặt hơi nước steam đó, giặt đồ thể thao, giặt nhẹ nhàng, đồ tối màu, vết bẩn khó giặt, giặt yên tĩnh, giặt nhanh gì đó, chu trình tải xuống. Thì tất cả những cái này nó đều có viết tiếng Việt rồi, rất là dễ dùng ha, rất là dễ hiểu. Bên cái chế độ giặt mình chia sẻ đặc biệt ở cái chế độ giặt nhanh á, thì nó chỉ hỗ trợ giặt được cái khối lượng nhỏ ít thôi, theo mình nhớ là nó khoảng tầm 1,5 kg trở xuống á. Đây là cái bảng điện tử của cái máy. Ở đây cái bảng điện tử này là cái dạng cảm ứng luôn ha, mình chạm vô là nó nhận luôn này đó, đó chạm vô là nó nhận hết chứ nó không cần phải nút bấm giống như một vài dòng khác nữa. Đó. Tối thiểu là 3, tối đa là 19. Rồi, giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể ha. Nhỏ nhỏ trên đây là những chức năng đặc biệt thì nhấn giữ 3 giây nè, ví dụ như đánh giám sao nè, thì lúc này bấm một cái á, là kỹ nhấn giữ á, là giật sơ bộ. Đó. Hình sáng tương ứng lên ha. Rồi, giờ mình hủy đi nè, hủy nè. Đó. Tương tự, thêm xem là tiết kiệm thời gian nè. Nhấn giữ là vệ sinh lòng giặt. Đó. Tút clean á, nó ghi chữ T và C là tút clean á. Rồi, hủy ha. Để hủy thì mình phải xoay cái nấm chứ bấm giữ nó không hủy. Rồi, nhặt ngâm và giặt để em làm mềm vải dễ ủi nè. Khóa cho em cũng nhấn giữ lúc này, khóa cho em đó, bấm cái giữ hủy. Còn cái khóa này là khóa cửa, lúc mà giặt nó sẽ hiện. Rồi, add item là thêm đồ vô trong quá trình nhặt, mà cái này mình bấm không được. Rồi. Rồi, cái này là delay, là hiện giờ kết thúc giống như hồi nãy mình có nói. Ở trên đây là chỉnh nhiệt độ thì mặc định là 40 độ C, mình có thể chỉnh 60, 95, nước lạnh, 20, 30. Rồi, mình đã mặc định. Spin là tốc độ vòng xoay, vòng bắt thì 1.400 vòng 1 phút. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ha. Mình chọn nhạc bình thường.
cô tông rồi mấy cái này mình không có chỉnh gì đặc biệt thêm hết, tắt hết rồi, bỏ nước xả vô rồi bấm khởi động thôi. À, thêm một cái lời khuyên chân thành dành cho các bạn sử dụng máy giặt cửa trước thì các bạn nên mua loại bột giặt hoặc nước giặt nào mà chuyên dụng dành cho máy cửa trước ha, chứ các bạn mua dùng những cái loại bình thường á, thì cái độ tạo bọt của cái xà phòng nó rất là nhiều, nó sẽ làm cho cái tình trạng là nó trào cái xà phòng ra mép cành cửa này, nên nó chảy ra ngoài luôn. Còn đối với lại chuyên dụng dành cho máy giặt cửa trước như vậy thì nó sẽ ok hơn, cái độ tạo bọt nó vừa phải, phù hợp, nó không bị cái tình trạng đó. Rồi, sau khi cho nước giặt nước xả xong mình đóng hộp lại. Rồi, chu trình đã được chọn sẵn, nhầm bấm nút khởi động, máy nó sẽ tiến hành đầu tiên ở cái bước cân, nó chết này, nó khóa cửa lại rồi nè, thấy không? Này là một xíu nó sẽ hiển thị cái thời gian giặt lên, thì cái thời gian giặt này ở mức dự kiến thôi ha, chứ nó không hoàn toàn chính xác 100%, nó phụ thuộc vào cái lực nước cấp cho máy, nếu mà nước yếu quá nó sẽ tăng thời gian lên đó. Nó đang xoay 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 trong đó nè để nó cân độ á. Rồi, xíu nó hiển thị lên ha. Rồi, nó dự kiến là 1 tiếng 18 phút. Giờ giờ bắt đầu quá trình cấp nước. Cấp nước xong rồi mình nhặt ngâm. Bắt hoàn tất. Rồi ok. Vậy là xong. Rồi, các bạn chỉ đợi đến khi máy nó nhặt hoàn tất thôi là ok, hoàn tất cái quá trình nhặt và mình có thể lấy quần áo ra phơi. Kết thúc chương trình thì máy sẽ có tiếng báo. Âm thanh rất là hay. À, nếu các bạn thấy video ngày hôm nay hay, có thể giúp mình like, share, subscribe kênh để ủng hộ, và chúc các bạn ngày vui vẻ. Bye bye.